Nguyên Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2021, rất hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một siêu phẩm của đài cassette cổ đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là chiếc đài Nationa A5, một trong những siêu phẩm của hãng Nationa được rất nhiều anh em chơi và săn lùng trong cái thời gian vừa qua. Dưới đời Nationa A5 này thì là nó có đời A2 quý vị nhé. A2 của nó thì sử dụng ít loa hơn, dòng A5 thì đây nó là đời cao cấp hơn. Như quý vị nhìn thấy trước mắt đây thì là nó sử dụng 10 chiếc loa trên chiếc đài Nationa A5 này với một chất âm rất là hay. Mỗi một bên loa thì nó sử dụng 4 chiếc loa bát nhé quý vị nhé, 2 chiếc loa bát, 2 chiếc loa chung và một chiếc loa chép, mỗi bên là 5 chiếc loa, tổng hai bên là 10 chiếc loa. Như quý vị nhìn thấy trước mắt đây thì nó rất là đẹp quý vị ạ. Nó rất đáng để cho anh em chúng ta sưu tầm. Dòng Nationa A5 này thì chiếc đài này thì vừa mới ở bên siêu thị Nhật Bản về tại cửa hàng Nguyên Audio. Trong tình trạng thì đẹp như mới xuất xưởng quý vị nhá, đẹp như mới xuất xưởng. Bao zin cho chúng ta nguyên bản 100%, mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo. Chiếc đài này thì nó có kích thước chiều ngang khá là to quý vị nhé. Còn nó có chiều ngang là 91 cm và chiều cao là 40 cm. Nó rất là độc đáo. Nếu chúng ta xách đi đâu chơi thì chúng ta có thể gập vào quý vị nhé. Chúng ta có thể gập loa và cái cục giữa vào thành một cái cục như một chiếc cái vali ấy. Thì chúng ta xách đi đâu chơi rất là tiện và rất là đẹp. Bên trên đây quý vị, bên trên của nó thì bằng nhựa quý vị nhé. Bằng nhựa màu nâu cà phê này, màu nâu cà phê rất là mới, chưa gọi là bị sứt sẹo gọi là một chút nào. Tất cả những cái viền loa của chiếc Nationa A5 đây quý vị ạ, viền loa của nó là mạ chrome, bên trong vẫn còn sáng bóng, nón nhôm quý vị nhé, nón nhôm và loa của nó là 100W đây quý vị ạ, mỗi một bên là 100W nhé, cái công suất rất là lớn luôn, 4 way có nghĩa là nó là sử dụng 4 đường tiếng đấy ạ. Đây tất cả cái núm nút ở đằng trước đây quý vị. Tất cả cái núm nút của nó thì rất là sáng này, sáng bóng. Mặt kính của radio thì vẫn sáng choang, có đèn báo đèn đèn báo quý vị nhá. Đèn soi sáng để cho chúng ta ví dụ ban tối chúng ta vặn sóng radio để cho chúng ta còn nhìn được cái tần sóng, và nó có dàn đèn nháy hiển thị công suất đấy ạ, dàn đèn nháy hiển thị công suất rất là đẹp và đầy đủ các núm nút, các tính năng. Có equalizer để cho quý vị chỉnh bát chung chép này, có những cái vi tinh chỉnh mic, có cả chúng ta để cắm mic vào nữa quý vị nhé. Nhưng mà mic thì bây giờ thì không 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 ai dùng rồi, đài thì chiếc nào nó cũng có cắm mic nhưng mà bây giờ hầu như là không ai dùng đến cái chức năng đấy. Chiếc đài này thì nó có những chức năng như là hai cửa băng cassette, ngoài ra có radio AM FM tần sóng 108, bắt được rất các nhiều đài quý vị nhé, rất nhiều đài. Và có cái đường line in để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh như là điện thoại, laptop, máy tính, tiếng rất là hay. Chiếc đài này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio thì vẫn còn tem cờ cửa băng còn nguyên đây quý vị ạ, nguyên cái tiếng Nhật nhé. Và hai loa thì vẫn còn nguyên tem của hãng sản xuất. Chiếc đài Nationa A5 này thì được sản xuất tại đất nước Nhật Bản và là hàng nội địa nên là nó sử dụng điện 100V quý vị nhé. Quý vị muốn sử dụng chiếc đài này thì chúng ta thêm một cái cục đổi nguồn điện 100 thì chúng ta dùng cắm vào thì chúng ta chạy bình thường thôi. Và trước khi vào test thì cửa hàng Nguyên Audio cũng xin được báo giá luôn. Chiếc đài Nationa A5 này thì cửa hàng Nguyên Audio đang bán với giá 35 triệu đồng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và số điện thoại này chính là số Zalo của Nguyên Audio đang dùng. Quý vị gửi tin nhắn qua Zalo thì Nguyên Audio sẽ chụp ảnh chi tiết và quay video trước khi gửi cho quý vị nhé. Bây giờ Nguyên Audio sẽ test cho chúng ta cái radio đầu tiên này. Và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày mai đến ngày 27 tháng 10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Bình Thuận, Bắc Tây Nguyên và Tiếp theo sẽ là cửa băng số 1. Thank you.
chất âm của nó thì rất là hay rồi quý vị ạ. Chất tài này phải nói là nghe hay, bay đẹp. Giọt lệ này anh cho em hơn tất cả, giọt lệ sầu em đã giết trọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình say bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu em. Tiếp theo sẽ test cho quý vị và các bạn chúng ta cửa băng số 2. Quý vị nhìn thấy đây, cửa băng của nó thì ra vào nó rất là êm quý vị nhé. Bởi vì hàng này là hàng dùng mới, chỉ gọi là dùng lướt thôi. Dùng lướt thôi, gần gọi là như mới rồi. Rất là êm này. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc nguyền, cho anh đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh mong giấc ngủ bình yên. Lời nào buồn trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thứ quen muôn màng yêu trong vội vàng. Chưa cạn lời đêm đã vội xa, còn buồn nào ơn phút chia ly. Tìm nụ hôn trao nhau lần cuối, em mùi mùi anh lo sợ nhiều. Trên đường về đêm vắng điều tan hẹn hò, em suy tư anh thức trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn, khi xa em đau buốt tâm hồn. Nghe quanh đây đâu cũng là em, và từng ngồi ngoài hiên lá rừng buồn thêm. Mọi chức năng thì là đều hoạt động hoàn hảo quý vị nhé. Chiếc đài này thì phải nói là nghe hay bày đẹp quý vị nhé. Nghe hay bày đẹp, rất đáng để cho anh em chúng ta sưu tầm. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.